Đồng hành cùng khóa học văn VIP 2K6 của học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ có phần tiếp theo. Chúng ta sẽ có phần 2 nhỏ ở đây. Phần 2 nhỏ của chúng mình sẽ là phần gì nhỉ? Giải quyết vấn đề. Chính là phần giải quyết vấn đề. Hay nói cách khác là nêu ra cơ sở thực tế của bản tuyên ngôn. Nêu cơ sở thực tế của bản tuyên ngôn. Đồng ý chưa ạ? Rồi các bạn ơi, ở trong phần cơ sở thực tế của bản tuyên ngôn này, bác đã chia thành hai phần cực kỳ rõ ràng. Phần đầu tiên, đó chính là vạch mặt cái bản chất của thực dân Pháp. Hay nói cách khác chính là những cái tội ác của thực dân Pháp. Và sau đó cũng đã đồng thời nói về cuộc cách mạng chính nghĩa anh hùng của dân tộc Việt Nam ta. Đây là hai cái phần được thể hiện rất rõ. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhá. Được chưa nào? Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu A nhỏ, tội ác của thực dân Pháp. A nhỏ, tội ác của thực dân Pháp. Tội ác của thực dân Pháp. Ok chưa nào? Nói về tội ác của thực dân Pháp, các bạn ơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những lời cực kỳ sôi sục như thế này. Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp đã lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau, Bắc, Trung, Nam, để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết. Chúng lập ra nhiều nhà tù hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của chúng ta trong bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho giống nòi ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta sơ xác tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu. Chúng giữ độc quyền giấy bạc xuất cảng và nhập cảng. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột nhân dân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Được không ạ? Các bạn ơi, đây mới chỉ là nói về những cái hệ thống tội ác về kinh tế, về chính trị, về xã hội thôi các bạn ạ. Đây các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nêu cái này trước nhé. Thứ nhất, nêu ra hệ thống tội ác. Được không ạ? Ý số 1, nêu ra hệ thống tội ác. Thứ nhất, về kinh tế. Về kinh tế thì chúng ta thấy rằng là gì nhở? Về kinh tế thì chúng nó làm gì? À, chúng nó bóc lột dân ta đến xương tủy. Phải không? Bóc lột dân ta đến xương tủy. Bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta tiêu điều. Dân ta nghèo nàn thiếu thốn. Nghèo nàn thiếu thốn. Nước ta thì tiêu điều. Nước ta tiêu điều. Phải không ạ? Cụ thể chúng nó đã làm gì đấy? À, chúng nó đã cướp không ruộng đất, hầm mỏ nguyên liệu. Cướp không ruộng đất. Cướp không ruộng đất. Hầm mỏ nguyên liệu. Chúng nó làm gì nữa? À, chúng nó còn giữ độc quyền in giấy bạc xuất cảng và nhập cảng. Giữ độc quyền in giấy bạc. Được không ạ? Giữ độc quyền in giấy bạc xuất cảng và nhập cảng. Được không nào? Giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng. Ok chưa ạ?
Chúng nó còn làm gì nữa nhở? À, chúng nó đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý. Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý và siêu cao thế nặng đã khiến cho dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Phải không ạ? Đấy là về kinh tế. Về chính trị thì sao? Về chính trị thì sao? Các bạn, về chính trị thì sao ạ? À, về chính trị, chúng nó đã thi hành những cái luật pháp dã man và chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung Nam Bắc. Lập ba chế độ khác nhau. Được không ạ? Ở Trung, Nam và Bắc để ngăn cản cái sự đoàn kết thống nhất của nhân dân ta. Đúng không ạ? Ngăn cản sự đoàn kết thống nhất của nước nhà. Phải không ạ? Tiếp tục, chúng nó lập gì nữa hả các bạn? Chúng nó tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào. Được không ạ? Một chút tự do dân chủ nào. Được không ạ? Đấy là về chính trị nhá. Được không ạ? Thêm vào đấy, chúng còn lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Về xã hội đấy. Về xã hội thì chúng nó lập nhà tù, lập nhà tù nhiều hơn trường học. Được không ạ? Lập nhà tù nhiều hơn trường học này. Thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Thêm vào đấy chúng nó còn làm gì nhỉ? Chúng nó tắm các cuộc khởi nghĩa trong các bể máu. Phải không ạ? Chúng nó tắm các cuộc khởi nghĩa trong các bể máu. Tắm các cuộc khởi nghĩa trong các bể máu. Đúng không ạ? Chúng nó dùng gì nhỉ? Chúng nó dùng cồn và thuốc viện để làm cho giống nòi ta suy nhược. Dùng cồn, dùng thuốc viện khiến cho giống nòi ta suy nhược. Chúng nó ràng buộc dư luận và thi hành chính sách ngu dân. Ràng buộc dư luận, ràng buộc dư luận và thi hành chính sách ngu dân. Thêm vào đấy, chúng ta còn thấy rằng là gì ạ? Chúng nó không cho gì? Chúng nó không cho những nhà tư sản ngóc đầu lên. Ok chưa nào? Và chúng nó đã bóc lột một cách rất tàn nhẫn đối với nhân dân ta. Ok chưa ạ? Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nhá. Thì có thể thấy rằng là gì nhỉ? Các bạn có thể thấy ở trong phần này, đó chính là ở đây là những cái dẫn chứng vô cùng tiêu biểu, toàn diện, xác thực. Phải không ạ? Đây là những cái dẫn chứng. Dẫn chứng này. Toàn diện. Toàn diện. Tiêu biểu. Được không ạ? Đây là những dẫn chứng vô cùng toàn diện, tiêu biểu, xác thực. Được không? Với một cái giọng hùng biện, cộng thêm với cả cái chất trữ tình ở trong này. Tức là qua những lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta vừa cảm thấy căm phẫn bởi những tội ác chất chồng trên mọi lĩnh vực của thực dân Pháp. Thế nhưng cũng đồng thời chúng ta thương cho dân Việt Nam chúng ta vì đã phải trải qua những cái sự áp bức bóc lột đến một cái mức tàn nhẫn như vậy. Được không ạ? Có thể nói rằng đây là tội ác chồng chất. Tội ác chồng chất trên mọi lĩnh vực của thực dân Pháp. Trên mọi lĩnh vực của thực dân Pháp. Lưu ý giúp chị nhé. Đây là những tội ác chồng chất trên mọi lĩnh vực của thực dân Pháp. Rồi các bạn ơi, có thể thấy rằng là theo tác giả Bàng Bá Lân đã từng viết lại: Năm Ất Dậu tháng 3 còn nhớ mãi, giống lạc hồng cực trái lắm đau thương.
Những thây ma thất thểu dọc đường, rồi ngã gục không đứng lên vì đói. Đấy là những cái câu thơ rất là chân thực của tác giả Bàng Bá Lân, nói về cái nạn đói năm 1945. Mà để góp phần gì ạ? Khiến cho những cái giây phút dùng mình đó xảy ra trên đất nước Việt Nam thì chính bọn Pháp. Chúng nó đã khiến cho dân tộc ta rơi vào tình cảnh khốn cùng như thế đấy. Các bạn ạ, đã khiến cho dân tộc ta lâm vào cái tình trạng khốn cùng như thế. Khi mà Bác Hồ nói về giọng điệu, khi mà tố cáo tội ác của thực dân Pháp trên các phương diện, thì Bác đã dùng những cái cụm từ bao gồm, đó chính là gì nhỉ? Đó chính là chúng. Liên tục là chúng. Đúng không? Chúng. Chúng. Liên tục là chúng. Đúng không ạ? Tạo nên cái điệp từ, điệp âm mạnh mẽ hùng hồn. Điệp từ, điệp âm mạnh mẽ hùng hồn. Mạnh mẽ hùng hồn. Và chúng ta thấy rằng thể hiện một cái thái độ căm giận sục sôi. Thể hiện một thái độ căm giận sục sôi trước những cái tội ác mà Pháp đã gây ra. Được không nào? Thế nhưng mà các bạn ơi, thêm vào đấy nhá, Bác Hồ còn vạch trần Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn vạch trần bộ mặt và bản chất thực sự của thực dân Pháp. Chúng ta có ý tiếp theo. Vạch trần bộ mặt bản chất của thực dân Pháp. Được không nào? Bản chất của thực dân Pháp. Được không ạ? Vạch trần bộ mặt bản chất của thực dân Pháp. Tính luận chiến sắc bén của tác phẩm đã được thể hiện qua ngòi bút ở đây, khi mà vạch trần bản chất thực sự của thực dân Pháp. Ở đây này, các bạn ơi, chúng ta thấy rằng là Bác đã ghi lại những cái câu mà cực kỳ là đắt giá, những cái cụm từ cực kỳ đắt giá. Đó chính là chúng. Tuyệt đối không cho. À, được không ạ? Tuyệt đối không cho này. Rồi thì chúng thi hành này. À, rồi thì chúng ngăn cản này. Các bạn thấy không ạ? Toàn những cái động từ mạnh thôi. Tuyệt đối không cho, thi hành, ngăn cản. Được không ạ? Chúng nó thủ tiêu tự do dân chủ. Mà chính cái này lại đối lập với những cái mà chúng nó tuyên truyền và chúng nó nói về cái tự do dân chủ và bình đẳng trước đó. Phải không ạ? Chúng ta thấy rằng những điều này đi ngược lại. Đi ngược lại với những tuyên bố trước đó. Tuyên bố trước đó của thực dân Pháp. Đồng ý không ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Lưu ý giúp chị. Được không nào? Chúng ta cũng thấy rằng là bên cạnh đấy còn là hàng loạt những cái động từ. Ví dụ như lập nhà tù. Lập nhà tù. Thẳng tay chém giết. Thẳng tay chém giết. Thẳng tay chém giết. Tắm nhân dân ta trong các bể máu. Được không ạ? Những cái cụm từ này ấy, nó thể hiện cái sự tàn bạo, bản chất tàn bạo và dã man của thực dân Pháp. Nó đối lập với cái ngọn cờ bác ái. Ngọn cờ bác ái và nhân đạo mà Pháp đã tuyên bố trước đó. Ok chưa ạ? Nó đi ngược lại với cả cái ngọn cờ bác ái và nhân đạo mà thực dân Pháp đã tuyên bố trước đó. Các bạn ơi, khi mà đọc đến cái phần này thì không hiểu tại sao chị lại nhớ lại những cái câu thơ trong cái tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ, dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế, gây binh kết oán trải 20 năm. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
Và chúng ta cũng thấy rằng là những cái câu này nó hoàn toàn phù hợp để nói về tội ác mà thực dân Pháp đã gây ra. Chúng ta thấy được cái sự tương đồng trong những cái câu thơ mà Nguyễn Trãi đã để lại trong Bình Ngô Đại Cáo, đúng không ạ? Lưu ý giúp chị nhá, lưu ý giúp chị cái này. Thêm vào đấy, chúng ta còn thấy rằng là gì ạ? Sẽ liên tục là những cái cụm từ là dùng thuốc phiện rượu cồn. Dùng thuốc phiện rượu cồn. Rồi thì ràng buộc dư luận. Rồi thì thi hành chính sách ngu dân. Đúng không? Tất cả đây đều thể hiện cái bộ mặt bịp bợm, xào trá của thực dân Pháp. Nó đối nghịch lại với cái chiêu bài nói về khai hóa văn minh của mẫu quốc khi đến với đất nước Việt Nam ta. Đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều đi ngược lại với những cái tuyên bố trước đó của thực dân Pháp. Được chưa nào? Bên cạnh đấy, chúng nó còn làm gì? Chúng nó còn bóc lột, chúng nó còn cướp, chúng nó còn giữ độc quyền. Và đây là những cái chính sách bóc lột cực kỳ là thậm tệ, nó đối ngược lại với ngọn cờ khai hóa mà đã tuyên bố trước đó. Ok chưa ạ? Thế nhưng mà các bạn ơi, những cái tội ác về những cái điều này nó không đáng sợ bằng việc ấy là có một cái mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến ở trong này cho chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở căn cứ đánh đồng minh, thì bọn Pháp đã quỳ gối đầu hàng gì ạ? À, mở cửa nước ta rước Nhật. Các bạn ạ, đây mới là tội ác đáng sợ hơn nữa này. Chúng quỳ gối đầu hàng. Quỳ gối đầu hàng. Được không ạ? Chúng quỳ gối đầu hàng. À, mở cửa nước ta rước Nhật vào. Và chính cái điều đó đã khiến cho nước ta và nhân dân ta phải chịu cái tầng xiềng xích cả Pháp và cả Nhật. Được không ạ? Khiến cho nhân dân ta càng trở nên cực khổ và nghèo nàn, và dẫn tới thảm kịch là nạn đói vào năm 1945, khi mà khiến cho từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Được không nào? Nạn đói năm 1945, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói. Được chưa nào? Chúng ta cũng thấy rằng ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn quân Pháp gì nhỉ? À, bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy hoặc là đầu hàng. Có nghĩa là Pháp đã bỏ chạy và đầu hàng trước Nhật. Được không? Pháp đã bỏ chạy và đầu hàng trước Nhật. Được không ạ? Và sau đó gì? Thế là chẳng những chúng không bảo hộ được cho ta, trái lại trong 5 năm chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật. Chúng nó bán nước ta 2 lần cho Nhật trong vòng 5 năm. Được không ạ? Bán nước ta 2 lần cho Nhật. Không những vậy, trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp cùng Việt Minh để chống Nhật, bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thẳng tay khủng bố Việt Minh. Thẳng tay khủng bố Việt Minh. Ok chưa nào? Chúng nó đã thẳng tay khủng bố Việt Minh. Và gì nhở? Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Nhẫn tâm. Nhẫn tâm. Giết nốt tù chính trị. Giết nốt tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Với những cái dẫn chứng này, chúng ta đã thấy được bản chất hèn nhát. Bản chất hèn nhát này, dã man và tàn bạo của thực dân Pháp. Dã man và tàn bạo của thực dân Pháp. Và điều này
đi ngược lại với những cái tuyên bố trước đó về một nhà nước bảo hộ ư? Được không ạ? Về gì nữa? Về ngọn cờ bác ái ư? Tất cả những cái này đều đi ngược lại nhá. Lưu ý giúp cho chị. Tất cả những cái này đều đi ngược lại với những tuyên bố trước đó. Có thể thấy ở đây, chúng ta thấy rằng cái đoạn văn này là đoạn văn mà bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch mặt tội ác, đã vạch mặt cái bản chất phi nghĩa vô nhân đạo của thực dân Pháp trước dư luận thế giới. Và đây là những điều mà chúng nó không thể nào chối cãi được. Đúng không ạ? Vạch mặt tội ác này. Được không ạ? Bản chất phi nghĩa này. Vạch mặt tội ác, bản chất phi nghĩa vô nhân đạo của thực dân Pháp nhá. Bản chất phi nghĩa vô nhân đạo của thực dân Pháp trước dư luận thế giới. Trước dư luận thế giới. Được không nào? Và đây đều là những cái điều có thật, không phải là những điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi ra. Tất cả những điều này đều là những điều sự thật, được không ạ? Từ cái việc nêu ra gì ạ? Nêu ra tội ác, thì đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định về B nhỏ, cuộc cách mạng chính nghĩa anh hùng của dân tộc. Cuộc cách mạng chính nghĩa. Cuộc cách mạng chính nghĩa anh hùng của dân tộc. Được không ạ? Cuộc cách mạng chính nghĩa anh hùng của dân tộc. Để chuyển sang ý này, bác đã dùng một từ, đó chính là tuy vậy. Được không ạ? Đây là một từ quan hệ. Được chưa nào? Chúng ta có thể thấy rằng là đồng thời với cái việc tố cáo tội ác của thực dân Pháp, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa trên một cái cơ sở thực tế nữa để giải quyết vấn đề. Đó chính là chuyển sang ý, hành động của nhân dân ta hoàn toàn đối lập với thực dân Pháp bằng từ quan hệ tuy vậy. Đây là thể hiện sự đối lập. Thể hiện sự đối lập trong hành động của nhân dân ta. Trong hành động của nhân dân ta. Ok chưa nào? Thể hiện sự đối lập trong hành động của nhân dân ta với một cái cách lập luận phải nói rằng rất là chặt chẽ và mạch lạc. Phải không ạ? Rất là chặt chẽ và mạch lạc. Nó được thể hiện qua việc sử dụng từng từ ngữ luôn. Đúng chưa nào? Đúng không? Rồi, và các bạn ơi, bên cạnh cái từ tuy vậy ấy, thì chúng ta thấy rằng bác còn tiếp tục sử dụng từ, đó chính là sự thật là. Sự thật là. Được không ạ? Liên tục những cái từ sự thật là đây để thể hiện gì nhở? Thể hiện cái âm hưởng mạnh mẽ. Để thể hiện cái âm hưởng mạnh mẽ. Và những nội dung được nêu ở đây đó chính là gì nhở các bạn nhở? Chúng ta có thể thấy nhá. Tuy vậy, đứng trước cái tội ác và cái sự tàn bạo của thực dân Pháp, thì đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan gì ạ? Khoan hồng và nhân đạo. Thứ nhất, đồng bào ta, đồng bào ta giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Ok chưa nào? Đây là ý số 1 nhé. Cụ thể là sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho người Pháp chạy qua biên thùy, cứu lại cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam của Nhật, bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Có nghĩa là đứng trước những cái điều vô cùng tàn bạo và man rợ mà thực dân Pháp đã làm với nhân dân ta, thì nhân dân ta vẫn giúp cho binh lính Pháp về nước. Đúng không? Vẫn giúp cho binh lính Pháp về nước. Đó là một cái thái độ khoan hồng và nhân đạo. Được chưa nào? Và sự thật là mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, không phải thuộc địa của Pháp. Khi Nhật hàng đồng minh
thì nhân dân cả nước đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải tay Pháp nhá. Nhân dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải tay Pháp. Được không nào? Chứ không phải tay Pháp. Được chưa ạ? Và với một cái câu mà chúng mình có thể thấy, đó chính là gì nhỉ? À, Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng lên nước Việt Nam dân chủ độc, lên nước Việt Nam độc lập, dân chủ, dân gì ạ? À, chúng ta có ở đây, dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa. Ok chưa nào? Các bạn ơi, lưu ý giúp cho chị nhá. Đây là một cái lời khẳng định. Được chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ thấy có một cái cụm từ được sử dụng ở đây. Tiếp tục, đó là bởi thế nên. Bởi thế nên. À, đây là cái quan hệ từ chỉ rõ nhân quả. Đúng không? Hay nói cách khác là nguyên nhân kết quả. Bởi thế nên, chúng tôi, lâm thời chính phủ nước Việt Nam mới đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Đây là một lời khẳng định về việc thoát ly hẳn. Lời khẳng định về việc thoát ly hẳn này. Được không ạ? Tiếp theo là xóa bỏ hết này. Xóa bỏ hết. Và cuối cùng là kiên quyết chống lại. Nhá. Kiên quyết chống lại. Được không nào? Chúng ta có ở đây, toàn dân Việt Nam trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. Được chưa ạ? Chúng ta có thể thấy rằng những đây là một cái câu văn dài nhá. Đây là một câu văn dài lập luận chặt chẽ. Lập luận chặt chẽ và mang trong mình cái giọng điệu hùng hồn cho lời tuyên bố. Giọng điệu hùng hồn. Được không ạ? Có thể thấy rằng đây chính là lời tuyên bố chấm dứt quan hệ thuộc địa với thực dân Pháp. Lời tuyên bố chấm dứt quan hệ thuộc địa với thực dân Pháp. Được không nào? Chấm dứt quan hệ thuộc địa với thực dân Pháp, kiên quyết chấm lại âm mưu xâm lược của chúng. Kiên quyết chống lại âm mưu xâm lược của chúng. Được không nào? Lưu ý giúp cho chị. Vậy là chúng ta có thể thấy rằng là ở trong cái phần này là cái phần nêu ra cơ sở thực tế ở đây. Thì rõ ràng là bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh ban đầu đã dựa vào những cái gì ạ? Vạch trần cái tội ác của bọn thực dân Pháp. Sau đó khẳng định lại cái cuộc cách mạng chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Và bây giờ cuối cùng là đưa ra một cái khẳng định tự do và độc lập. C nhỏ. Khẳng định tự do và độc lập. C nhỏ. Khẳng định tự do và độc lập. Được không ạ? C nhỏ, khẳng định tự do và độc lập. Ở đây chúng ta thấy rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng một cái câu như thế này.
Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp suốt 80 năm, hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Chúng ta có cách sử dụng câu như sau. Một dân tộc đã gan góc. Một dân tộc đã gan góc. Điệp lại hai lần. Được không ạ? Dân tộc đó phải được. Dân tộc đó phải được. Chỗ này cũng điệp lại hai lần. Sử dụng liên tiếp các điệp ngữ. Sử dụng liên tiếp các điệp ngữ với ngôn từ trang trọng. Với ngôn từ trang trọng. Và giọng điệu hùng hồn. Và giọng điệu hùng hồn. Từ đó khẳng định về gì nhỉ? Hình ảnh dân tộc Việt Nam. Hình ảnh dân tộc Việt Nam. Anh hùng. Anh hùng hiên ngang. Anh hùng hiên ngang. Bất khuất. Hiên ngang bất khuất với khát vọng lớn lao. Với khát vọng lớn lao về quyền tự do. Về quyền tự do phải độc lập. Ok chưa nào? Lưu ý giúp cho chị nhá. Được không ạ? Có thể thấy rằng là đây là một cái phần mà bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm rất là kỹ, đi rất là kỹ để giải quyết toàn diện cái vấn đề được đặt ra ở trong cái phần đầu. Lưu ý giúp cho chị. Chúng mình sẽ có một cái phần nhận xét cuối cùng về phần này như sau. Chúng ta sẽ cùng ghi lại nhé. Đây chính là phần tiểu kết đấy. Được không ạ? Ở đây, trong phần số 2 này, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần. Vạch trần tội ác của thực dân Pháp. Được không ạ? Vạch trần tội ác của thực dân Pháp trước toàn nhân loại. Trước toàn nhân loại. Được không nào? Đồng thời ca ngợi cuộc đấu tranh chính nghĩa. Đồng thời ca ngợi cuộc đấu. Đồng thời ca ngợi cuộc đấu tranh chính nghĩa. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Của nhân dân ta. Và từ đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra cơ sở thực tế chính đáng để đất nước Việt Nam được hưởng tự do và độc lập. Cơ sở chính đáng để Việt Nam, được không ạ? Được hưởng tự do và độc lập. Được hưởng tự do và độc lập. Ok chưa ạ? Rất là thuyết phục đúng không? Từng ý viết ra đều cực kỳ sắc bén. Ý trước là cái nền tảng cho ý đằng sau. Và tạo ra một cái bài viết, một cái áng văn chính luận phải đạt đến mức mẫu mực cực kỳ thuyết phục. Đồng hành cùng khóa học văn VIP 2K6 của Học Văn Chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.